Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một lô đất siêu phẩm, siêu đẹp luôn, ở vị trí tổ 15 Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời người đi theo em nhé. Vị trí lô đất ở đây ạ. Hiện tại thì bọn em có tất cả là 5 lô, thì bọn em đã bán được 3 lô rồi và còn 2 lô nữa thôi. Đó là có một lô bên trong này có 2 lô liền nhau, thì là với cái diện tích một lô đất là 42m² và có giá chào bán là 21 triệu. Vị trí là ở tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nhé. Với cái vị trí nhà này thì là rất là gần chợ, trường, phường trạm, trường tiểu học cũng như là trường mầm non, rất là tiện lợi cho việc sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa cả cái diện tích là 42m², mỗi một lô đất tất cả là đều đã có sổ đỏ chính chủ. Bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho mình. Giá trên là đã bao gồm chi phí sang tên sổ đấy ạ. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng thực sự có nhu cầu. Và với mặt tiền của cái lô đất này là 3m6, mặt nở hậu là 3m65 cả hai ạ. Đất nở hậu, hướng đất là hướng đông nam. Mọi người có thể nhìn thấy ngõ trước nhà là 2m8 và cách đường của ô tô đi là 30m ạ. Chỉ 30m thôi. Ngõ rất là rộng, rất là thoáng. Mọi người có thể nhìn xung quanh, nhà cửa dân cư rất là đông đúc. Chỉ 21 triệu thôi ạ. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0983 013403 hoặc là 0888 041444 em Ánh chính chủ. Mọi người gọi điện cho em để được em tư vấn thêm những cái thông tin chi tiết hơn nữa. Em xin giới thiệu đến đây thôi ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh.